Đỗ Thành Luân xin kính chào khách. Lúc này đang là buổi chiều ngày 8 tháng 11 năm 2016. Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị hai chiếc giường vòm bằng gỗ vụ và một chiếc là kích thước 1m8 x 2m và một chiếc 1m6 x 2m, đều làm bằng chất liệu gỗ vụ. Và hai chiếc giường này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chú Cần, chú ở Vũng Tàu. Đấy, hôm nay là mùng 8 tháng 11 năm 2016, chú Cần đã đặt hàng chúng tôi hai chiếc giường này, hai chiếc giường vòm này và cộng với một bộ bàn ghế ăn mẫu cờ bạc. Cùng có 8 ghế một bàn và bộ này chúng tôi đang vào lót để chuẩn bị của anh Jack Lee. Đây, hiện tại đang bụi bẩn quá, trong xưởng nó bụi bẩn, có cái bộ bàn ghế này trông nó thế này thôi, nhưng mà khi đánh hoàn thiện lên nó mới đẹp. Và ngoài ba sản phẩm ra thì còn một bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ gụ hàng VIP đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng đã đánh Jack Lee. Hiện tại chúng tôi đang để ở trong nhà cho nó tránh cái phần bụi bẩn. Đây, như vậy là chú Cần đã đặt hàng của chúng tôi là 4 sản phẩm, một bộ bàn ghế móc mỏ hàng VIP. Đây, bàn ghế móc mỏ VIP đây của chú Cần này chúng tôi đã hoàn thiện xong. Và hiện tại là còn hai chiếc giường cộng với một bộ bàn ghế ăn và chúng tôi đang hoàn thiện. Và hôm nay thì đồ gỗ Thành Luân đã oánh giấy ráp xong rồi. Và sau khi oánh giấy ráp xong tôi sẽ oánh vách đi trần theo yêu cầu của chú Cần, chú ở Vũng Tàu. Đây, hai cái giường này rất quen thuộc với cái lối làm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, gọi là giường vòm. Quý khách thường thường hay gọi điện hỏi chúng tôi đây là giường của hoàng đế thì cứ cho nó là hoàng đế cũng được. Đây, thực sự ra đây gọi là giường vòm, kích thước một chiếc là 1m8 x 2m và một chiếc là 1m6 x 2m, hàng VIP, hàng rất dày dặn và to đẹp, hàng lục lõi, không có rác rưởi hay là dập lứt gì cả. Quý vị đang thấy trên mình đây, đường nét chi tiết đây là cái đầu thấp của chiếc giường rất đẹp. Và vai giường cũng vậy, vai giường rất to và dày. Đây là chiếc đầu cao. Đây, chiếc đầu giường của chúng tôi là lục cái hoa lan tây đúng theo lối thời vua Pháp. Chú Cần ở Vũng Tàu đã đặt đồ gỗ Thành Luân chúng tôi 4 sản phẩm đặc sắc. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân nằm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và đây là chiếc giường 1m6. Hai chiếc giường này nó chỉ khác nhau về kích thước, còn đường nét chi tiết thì y hệt nhau, không khác nhau một tí gì cả. Khi quý khách có nhu cầu, quý khách gọi điện hỏi chúng tôi hai chiếc giường của chú Cần ở Vũng Tàu thì chúng tôi lập tức sẽ nhận ra ngay cái sản phẩm này. Quý khách đang quan tâm cái sản phẩm nào? Cách đây cũng một vài tháng chúng tôi đã bàn giao hai chiếc giường vòm này cho anh Lương, anh ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây, đây là giường 1m6 x 2m, quý vị thấy đây, đường nét không khác gì, nó chỉ là nó chiều ngang nó thu nhỏ lại 20 phân, cái là 1m8, cái 1m6 và chiều dài thì đều là 2m. Hiện tại hai chiếc giường này còn hai bộ giát và hai bộ thang. Thang với giát thì chúng tôi là hiện tại là chưa lắp lên, để công nhân đang mài giấy giáp. Sau khi chúng tôi hoàn thiện xong hết đầu ở đấy, chúng tôi sẽ lắp lên, quay một lần nữa cho chú Cần thấy được. Đây là những cái giát giường, giát chúng tôi đang để đây. Đây là mặt hậu của cái giát. Giát giường thì rất là lục lõi. Đây, giát chúng tôi để chồng chất đây. Rồi quay này để chú Cần thấy được. Và phía này là đội ngũ thợ chúng tôi vẫn đang tấp nập hoàn thiện cái công đoạn đấy ráp các cái sản phẩm để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Và đi vào đường nét chi tiết bộ bàn ghế ăn cờ bạc gồm 8 ghế một bàn của chú Cần. Đây. Mẫu cờ bạc nó rất quen thuộc. Mẫu cờ bạc này chúng tôi cách đây tháng chúng tôi đã bàn giao cho gia đình nhà chú Trác ở Quảng Ninh một bộ, cộng với chiếc sập sập đẻo cần mai. Hôm nay thì chúng tôi lại xong một bộ nữa để bàn giao cho gia đình nhà chú Cần ở Vũng Tàu. Đây nó đang cũng rất bụi. Đây là vân gỗ đây, rất đẹp. Phải nói là bộ bàn ghế ăn này là rất đặc sắc, gồm có 8 ghế một bàn, mẫu cờ bạc chú Cần ở Vũng Tàu.
Và đây là phía sau của hai chiếc giường, giường vòm. Chú Cần, Vũng Tàu. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2016. Thành Luân đang giới thiệu quý vị những sản phẩm của chú Cần ở Vũng Tàu đặt chúng tôi. Đó là một bộ bàn ghế ăn mẫu cờ bạc gồm 8 ghế một bàn, gỗ gụ và hai chiếc giường vòm, một chiếc là kích thước 1m8 x 2m, một chiếc kích thước 1m6 x 2m, cộng với một bộ bàn ghế ăn móc mỏ bằng gỗ gụ. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần máy viết ly, và hiện tại còn hai chiếc giường này và bộ bàn ghế ăn này. Chúng tôi sau khi quay video clip xong chúng tôi sẽ đăng lên để chú kiểm tra phần mộc, sau đó chúng tôi sẽ hoàn viết ly theo yêu cầu. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình chú và xin chào tạm biệt quý khách. Hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Khách có nhu cầu liên hệ với tôi 0972770888 hoặc là 0967110389. Thành Luân chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu, mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Xin trân trọng cảm ơn.